đành chấp nhận. Em đừng trách cứ đến lúc cũng phải nói ra câu chia tay rồi mai đây em sẽ yêu người sau. Thật không muốn đâu em ơi, vì tình đã hết anh sau đây. Chẳng lẽ nói anh yêu em vì sao? Trách móc làm gì vì với anh cũng buồn khi anh không yêu trọn vẹn với ai kia anh đã chọn lựa rồi.